không phải phóng viên bình thường. Tốt nhất em nên rời đi trước đi. Em ở trong phòng này à? Ngại quá, anh đoán lầm rồi. Không sao, bây giờ coi như chúng ta cũng gặp nhau rồi. Đây là kiểm tra duyên phận thôi mà, bỏ đi. Đúng, duyên phận mà, cũng phải chờ thời gian chứng minh chứ. Đúng vậy, duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Vậy chúng ta ở đây không phải có hồ bơi sao? Chúng ta đi xem sao nhé. Được, đi. Dựa vào mày để có làn da trẻ trung vô địch. Nhưng mà rốt cuộc mình nên mặc cái nào đây? Nhớ lấy, muốn thu hút đàn ông, đồ bên ngoài không thể bằng đồ ngủ, đồ ngủ không thể bằng đồ lót không thể bằng đồ bơi. Chiêu thứ hai để cưa đổ đàn ông là chìm dưới nước một cách đột phá. Nhưng làm thế nào mới có thể bơi? Cô muốn đi bơi chứ? Bơi hả? Có chứ. Vậy đi thôi. Nhưng em nghe nói hồ bơi được bao trọn rồi. Tôi có cách. Anh, đợi em đã. Sao thế? Em chọn quần áo nè. Cô mau lên nhé. Nhanh lên. Rốt cuộc mình nên chọn bộ nào đây? Mình cứ đội nó nãy giờ sao? Xấu hổ chết mất. Hai người đến đây làm gì? Tôi đã bao hết chỗ này rồi. Dai Hân đâu? Cô đang thay đồ. Có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì mời hai người ra ngoài. Đáng ghét. Đứng lại. Không được chạy. Anh ta có mang theo máy ảnh. Đợi đã. Em về phòng trước đi. Đứng lại cho tôi. Đứng lại. Cầm đấy, không được chạy. Tôi là nhân viên trực ban, một lát đem xe trả cho anh. Đi, em lên xe làm gì? Đỗ tổng, anh đừng lo. Có hàng Nhật Phi ở đây. Chị Giai Hân nhất định sẽ không sao đâu. Người đâu rồi? Đi đâu rồi? Đừng lo lắng. Thôi bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Dù sao thì máy ảnh cũng mang về rồi. Ta sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Lên xe vội quá nên bị quẹt trúng. Đưa đây. Đừng động đậy. Cảm ơn. Mình
Có đói bụng không? Có một chút. Vậy chúng ta ăn chút gì đó rồi về. Nghe máy đi, Tạ Giải Hưng. Đỗ Tổng, đã một lúc lâu như vậy rồi, hay là chúng ta vào trong đợi đi. Cô vào trước đi. Đứng trơ trọi ở nơi xuất phát. Chắc là ở đây. Em từng ăn à? Chưa từng. Có người giới thiệu hả? Không có. Thì tại sao lại chọn nơi này? Hết xăng rồi, cứ lái tiếp. Thì không biết nữa. Còn một vấn đề nữa. Em có mang tiền không? Tôi không có. Túi của tôi vẫn ở trong tủ. Anh không mang tiền à? Không mang tiền thì ăn kiểu gì? Chưa biết chừng ông chủ là người tốt. Đi nào. Chắc là không có tiền. Không phải ông chủ. Chúng tôi đi dội không mang theo tiền. Mong ông hiểu cho. Chỉ ăn đơn giản thôi. Quay lại trao ông gấp 10 lần. Không được. Ông chủ, chúng tôi thật sự không phải lừa đảo. Không được. Xin chào ông chủ. Chào ông. Cô là cái cô Tạ. Tạ Giai Hân. Đúng, Tạ Giai Hân. Tôi cực kỳ thích phim của cô. Chính là phim đó. Cái phim Hắc Y Hảo. Tôi đã xem 6 lần đấy. Tôi thích mê đi được. Tôi là gu của cô đấy. Không phải, tôi hâm cô lắm. Hâm. Hắc Y nữ tử. Không sao. Xem là được rồi. Cô đấy quá tuyệt vời. Cảm ơn. Tôi cực kỳ thích cô. Cảm ơn. Ông chủ là thế này. Tức là liệu ông có thể cho chúng tôi ăn chút gì trước, rồi sau đó chúng tôi sẽ trả tiền cho ông. Như vậy có được không? Không được. Muốn cười thì cười đi. Không có. Anh chỉ cảm thấy người hâm mộ em rất thú vị. Giờ làm thế nào đây? Hay là lái thêm một lúc nữa? Hết xăng luôn. Để tôi gọi cho họ vậy. Em đừng gọi. Hay là hai chúng ta đi riêng một lúc. Anh không có ý gì khác đâu. Anh chỉ muốn Anh muốn trò chuyện. Nhưng mà thật sự tôi rất đói. Đợi anh. Lại không bắt máy. Vì sao vậy? Anh nói xem rốt cuộc hai người họ đang làm gì. Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai. Tôi còn muốn biết bọn họ đang làm gì đấy. Đỗ Tổng, anh đừng giận. Nhìn đường đi. Gì thế? Bây giờ tôi lái một vòng. Cô mở ứng dụng, tìm người xung quanh thông tấn ra. Liên tiếp tìm, cho đến khi nào tìm được thì thôi. Nhưng ứng dụng định vị của chị Giai Hân có mở không? Phần mềm của cô ta là tôi cài đó, có mở. Nhưng chúng ta làm thế này là mò kim dưới đáy bể. Thì vẫn phải mò thôi. Bây giờ đối phương không sai, chắc là tìm được. Tìm đi. Thế thì mò vậy.
Giữ thì giữ, nhưng tay nghề cũng được lắm. Anh làm thế nào mà được vậy? Sức hút. Còn có cánh gà rán. Sức hút cũng được đấy nhỉ? Được rồi, đừng nói nữa. Chẳng phải em đói rồi sao? Ăn đi. Anh vừa rửa tay rồi nhé. Da gà giòn ngon lắm đấy. Cho em ăn này. Da gà đúng là rất ngon, nhưng da gà không có dinh dưỡng, cho nên em để lại dinh dưỡng của thịt gà cho anh. Như thế chẳng phải dạng cả đôi đường sao? Sao anh biết? Tôi thích ăn da giòn. Anh tra ra được. Chắc chắn tôi chưa nói bao giờ. Anh tra bằng cách nào? Anh tra trên mạng. Các fan chẳng phải điều vậy sao? Hiểu em còn nhiều hơn chính em nữa đó. Anh không phải là fan của tôi. Anh làm trợ lý của tôi là để tiếp cận Tống Kiều Kiều, không phải sao? Không sao. Anh ra ngoài làm tí gì? Sẽ về ngay. Em ăn trước đi. Ăn đi. Tên họ Hàn đó đối với cô tổng rất tốt. Vì đi chơi với cổ mà từ bỏ hợp đồng rất quan trọng. Phải rồi, quan hệ với Tạ Gia Hân và Đỗ Khải quả thật không tồi. Không tồi. Còn có phát hiện gì khác không? Có. Có một cái cạc máy ảnh bị mất. Biên tập Lý ra giá cho cậu cao như vậy. Cậu có chụp được gì không? Phan tổng, làm sao ông biết được vậy? Biên tập Lý trước giờ luôn hợp tác với chúng tôi. Không nói với anh sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Bảo cậu đừng phá hỏng chuyện của tôi. Phan Tổng, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, xin lỗi Phan Tổng. Ông tha thứ cho tôi đi Phan Tổng. Cảm ơn Phan Tổng. Phan Tổng, tôi nhất định sẽ điều tra ra đầu mối cho ông. Tôi đi điều tra đây. Phan Tổng, người này tham tiền háo sắc. Hay là để tôi đi. Kiều Kiều quen cậu, cậu đi không tiện đâu. Hơn nữa, người có nhược điểm thì càng dễ khống chế. Anh làm gì thế? Không sao, tôi sắp xong rồi. Mau vào nhà đi. Là cậu ta tự nói đấy. Rửa bát, đỡ bữa cơm. Chẳng phải em đói rồi sao? Nhiều bát đĩa thế này à? Thế nên mới nói nấu bữa cơm ngon cho cậu ấy. Rửa cho sạch đi. Dây Hân, em vào nhà trước đi. Để tôi giúp anh. Không cần, đừng ra tay, nước lạnh lắm. Tay em đang bị thương đấy. Nhanh lắm, mau vào nhà đi. Được rồi, nào. Dây Hân. Em có chút thắc mắc. Hỏi gì? Em không nghe máy anh.
Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Nghe điện thoại hay không cũng chẳng sao. Thật sự anh gọi hơi nhiều, rất phiền phức đúng không? Tay của em không sao rồi chứ? Không sao. Không sao là tốt rồi. Bây giờ anh sẽ lập tức trở lại khách sạn, tìm y tá kiểm tra cho em, nhất định không để bị sưng. Anh nói về tay của chị Giai Hân bị thương nên anh mới ôm chị ấy. Xin lỗi, vì nãy trong tay không có thứ gì khác. Tôi biết đó là quà cô tặng tôi. Không sao, vết thương của chị Giai Hân quan trọng hơn. Không cần xin lỗi em, giải thích rõ ràng là được mà. Chào anh. Cả một buổi tối anh chưa gọi một bình rượu. Anh có cần chọn các món ăn khác không à? Cô có ý gì? Đuổi tôi hả? Tôi thích cả buổi tối chỉ uống một bình rượu thôi. Giữ của cô chắc. Vâng, mời anh tiếp tục dùng. Chào mừng mọi người đón xem chương trình điểm tin giờ cao điểm đèn xanh đèn đỏ. Mọi người đều biết ngày hôm trước ảnh mất rồi. Có nhiều chủ xe ô tô chịu không nổi tắt đường, trực tiếp bỏ xe mà đi. Lão Triệu, bên anh có tìm ra địa chỉ của chủ xe thông qua biển số xe đúng không? Bây giờ chúng ta thật sự phải trở về hả? Vì nãy thiếu chút đã bị chụp ảnh trộm rồi. Ở đây không an toàn, về thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm gì cả. Cô nói gì? Không có gì. Tôi trả phòng rồi. Công ty còn có chuyện quan trọng, trở về thường xuyên gặp mặt mà. Xin lỗi anh, đường dưới núi bị sụt lở rồi. 8 giờ sáng mai mới thông đường. Đúng rồi, phòng 608 không trả dội được chứ? Được, mời anh kiểm tra. Xin lỗi, căn phòng này vừa được đặt rồi. Vì quanh đây có khách sạn nào không? Chỉ duy nhất khách sạn này thôi. Cứu tinh đến rồi. Chị Giai Hân, hai người cũng trả phòng à? Đường tắt rồi, không thể đi được. Đường dưới núi bị sạt lở. Em biết, bị sạt lở rồi. Đỗ Tổng, bọn em đã trả lại phòng rồi. Anh chia cho bọn em một gian phòng đi. Không được. Tại sao không được? Không phải. Trước tiên phải xem Đỗ Tổng có đồng ý không đã. Tôi chia cho hai người một phòng, vậy chúng tôi ở thế nào? Tất nhiên là hai người một phòng, bọn em một phòng rồi. Cái gì? Tôi nghĩ thế này, không bằng Giai Hân và Cổ ở một phòng, tôi và Đỗ Tổng ở một phòng. Tôi thế nào cũng được, quan trọng vẫn là ý kiến của Giai Hân thế nào thôi. Được thôi. Kiều Kiều, đi với tôi. Tôi đi. Cơ hội ở cùng với thần tượng của mình không nhiều đâu. Chị Giai Hân, công ty tôi có việc, tôi xin đi trước một bước. Sao thế? Không quen ngủ cùng phòng với tôi à? Không đâu, được ở cùng phòng với chị Giai Hân em vui lắm. Alo, chị thân yêu. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Vẫn là Giai Hân của chúng ta là tốt nhất. Đâu như cái tên họ Ngô kia. Đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Không sao đâu, ngày mai đến nhà chị giúp em làm một party thật lớn. Thật không?
Cảm ơn chị thân yêu. Em cũng đừng quá lo lắng. Không chừng lát nữa sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ đấy. Thôi đi. Chỉ số IQ của anh ta đều là số 0 thôi. Được rồi, mai gặp lại nhé. Được. Alo, Phi Phi à? Đến dưới lầu chưa? Sinh nhật tôi chuẩn bị cũng kha khá rồi. Cao tốc bị sạt lở, hôm nay tôi không quay về được. Hiểu hiểu, tôi hiểu. Thế giới hai người. Đừng đùa nữa đi. Hứa Tiêu đón sinh nhật, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Đúng như cậu nói, chuẩn bị cho cổ một surprise siêu lớn luôn. Cậu treo khắp phòng bóng bay, dính rất nhiều dây màu phải không? Sau đó chuẩn bị cho một cái bánh ở giữa gắn một trái tim màu đỏ. Sao? Vậy không được à? Cậu là một đại nghệ thuật gia, có thể sáng tạo thêm một chút có được không? Tôi nói cậu nghe, Hứa Tiêu đang nghi ngờ cậu không được bình thường. Cậu làm mấy việc ấu trĩ, có thể giải quyết vấn đề không? Vậy tôi không thể nói với cổ chuyện máy ảnh kịp thời không được. Mua túi à? Có câu nói này rất hay, túi trị bách bệnh. Con gái nhìn thấy túi, vừa nhìn thấy là vui vẻ ngay. Tin tôi đi, tạm biệt. Tên nhóc này nói cũng không phải không có đạo lý. Mua túi. Mua túi. Cái gì cũng có. Mua túi đi. Alo, bà xã. Anh ở nhà không? Em về rồi. Em cũng sắp về rồi nè. Em sắp về đến nơi rồi đấy. Được, lúc nữa gặp nhé. Phải làm sao đây? Anh đẹp trai, mua túi không? Đều là đồ hiệu cả chứ. Đương nhiên rồi. Về rồi à? Điều lệ tình yêu. Ở nhà của tôi thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Quy tắc của tôi là cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cái gì không nên động thì đừng động. Hàng tổng. Nào, lại đây. Lại đây đi, nhanh. Vừa hay cậu về rồi. Giúp tôi quấn một vòng xem, xòe tay. Xòe tay ra. Hàn tổng, đã đan áo len bao giờ chưa? Chưa. Tôi cũng làm lần đầu tiên. Không phải trời lạnh rồi sao? Đang cho dây hơn một cái khăn quàng. Hàn tổng à, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Anh nói đi. Cậu đến công ty chúng tôi thật sự là vì theo đuổi Kiều Kiều sao? Anh có tin không? Tôi tin. Hai người rất xứng đôi đấy. Đỗ tổng à, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh. Không phải tôi vừa nói, nhà của tôi thì phải tôn trọng quy tắc của tôi. Cậu không được hỏi lung tung. Nếu như tôi nói với anh tôi là bành chứng đông, anh tin không? Người đâu? Ra đây, tôi nhìn thấy anh rồi đấy. Đại công cáo thành rồi. Cố gắng như vậy. Em thấy em vẫn chưa có sức hút. Sao có thể chứ?
Nhưng mà hàng Nhược Phi chẳng có chút gì mê mẩn em hết. Có phải vì em không đủ xinh đẹp không? Thân hình không đẹp không? Anh ấy không tốt cho em sao? Anh ấy cứ trốn tránh em. Nhưng mà em đã chủ động đủ rồi mà. Có thể còn cần chút thời gian. Chị Giang Hân, em có thể hỏi chị một câu không? Nói đi. Thôi, em không hỏi nữa. Chị Giang Hân, xin lỗi chị, vẫn chưa thể để chị và Đỗ Tổng được ở với nhau. Thật ra tôi và anh ta cũng không được coi là tình yêu thực sự. Không được coi sao? Giữa trong giai đoạn thử thách. Cái gì mà thử thách? Chính là anh ta phải hoàn thành 100 nguyên tắc trong tình yêu. Sau khi đã hoàn thành hết mới được coi là tình nhân chính thức. Nguyên tắc tình yêu 100 điều. Sau khi hoàn thành xong 100 điều mới có thể trở thành tình nhân chính thức. Cái này nghe thật là lãng mạn. Nếu như em và Hàn Nhược Phi cũng đạt một nguyên tắc tình yêu, có thể nào sẽ kéo gần khoảng cách giữa chúng em lại không? Mình sẽ biết tên này chắc chắn quên rồi. Quan trọng như vậy. Theo suy đoán của em, đồng chí Ngô Diệu, em quen biết anh nhiều năm như vậy rồi. Dựa vào EQ của anh, trong phòng này. Tìm thấy chưa? Lấy cho em. Prada. Prada. Tôi tặng cho em à? Tự dùng. Tự dùng. Vậy anh cứ dùng đi. Chỉ đùa với em thôi mà. Đương nhiên là tặng em rồi. Không nhìn ra được anh cũng rất có tiền đấy chứ. Đồng chí Ngô Diệu, tiêu tiền cho vợ mình bất luận thế nào cũng đáng cả. Thế nào hả? Panda. Gấu trúc. Không phải bà xã, nên giải thích chuyện không phải như vậy. Anh đã để kịp tổ chức sinh nhật cho em, cho nên giống dĩ muốn mua một cái, sau đó đợi qua tối nay, không cần đổi nữa. Bà xã, em nói ngược rồi à? Panda tốt xấu gì cũng là quốc bảo. Món quà này em rất thích. Dọn dẹp cái nhà trước đi. Tuân lệnh.
Nếu em và Hàn Dược Phi cùng làm một cái quy tắc tình yêu, liệu có rút ngắn khoảng cách giữa hai người không? Em cũng không ngủ được à? Đừng phụ lòng Kiều Kiều. Cô mới là một cô gái tốt. Thật ra anh và Kiều Kiều, có người từng nói với tôi, con người sau khi chết đều sẽ biến thành những gì sao trên trời, hàng ngày để bảo vệ người mà mình yêu thương. Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ anh, như bà ấy đã không còn nữa. Chỉ sau khi mất đi, chúng ta mới thấy nó đáng quý. Trùng hợp gì, hai ngày nữa cũng là sinh nhật của mẹ chồng tôi. Bà khiến tôi nhớ đến một sự tiếc nuối chưa hoàn thành. Sao thế? Con còn có thói quen thích lục thùng rác của người khác nữa hả? Mẹ muốn đi du lịch hả? Tự nhiên thích thôi. Mẹ đã quỷ rồi. Hay là con nói với Trấn Đông một tiếng, bọn con quỷ tuần trăng mật đi du lịch cùng mẹ nhé. Không cần đâu. Công ty thật sự có việc, thật sự không đi được. Đúng rồi, đừng nói với Trấn Đông. Đây chính là tiếc nuối chưa được thực hiện của em sao? Thật ra bà ta muốn tận dụng sinh nhật để đi du lịch cùng bọn tôi. Nhưng tôi và Trấn Đông lại bận đi du lịch tuần trăng mật của mình mà không quan tâm đến bà, quên mất sinh nhật của bà ta. Nếu lần đó bà ta không quỷ bỏ, bà ấy sẽ không mất. Thế nên hãy trân trọng Kiều Kiều. Ngủ ngon. Anh biết vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là gì không? Là gì? Anh hay suy diễn, em hay nghi ngờ. Hai bên đều không đủ chân thành thẳng thắn. Nên em hy vọng chúng ta thay đổi một chút. Ví dụ như mỗi khi nhận điện thoại đều không cần giấu đối phương, đều có thể quang minh chính đại mà nghe điện thoại. Không vấn đề gì, anh bảo đảm. Cạn đi. Phi Phi, Hàn Dược Phi,